Em giữ cho cô Hà đi, cô Hà xếp vào. Cái này to to nhất này. Lỡ để trên cùng. Đừng con. Trời. Để từ từ mày xếp nó vô rồi bắt đại lại cho mẹ. Hello, hello, hello anh An. An đang bị quay video sẽ tung lên YouTube. Em Pháp cũng đang bị quay video. Sẽ đây, tung. Đây, đằng phim giữa. Sẽ tung. Em bắp và. Sẽ tung toàn bộ video này lên YouTube để cho các bạn xem. Đang đóng hàng này gửi từ các tỉnh miền Tây đây các bạn ạ. Các đơn hàng về các tỉnh miền Tây nhé. Cái phần này là nhập phẩm. Coi chừng bị lộn đó nha. Bắp ơi. Bắp không có, bắp không có cầm được. Để đó mì cho bắp. Có chừng phát hủy đạn. Có chừng phát hủy đạn phim bây giờ. À. Rồi, dạ, đặt xuống. Rồi, đặt xuống đi. Hả? Đặt xuống. Ui, gà gãy hết cây rồi. Rồi, thôi. Thôi bắp ơi. Thôi. Thôi không có à gì hết á, thôi. Đưa đây mệt, mệt lên. Đưa mẹ, đây. Đây là những cây dầu nhật. Dầu nhật nha các bạn nhé. Đây là những cây dâu niêu này. Niêu. Đây cũng nhặt này. Đây là niêu. Đó. Nhà không có gì ngoài dâu tây hết. Đây. Đây. La liệt rất nhiều những cái vỉ niêu nhật đây đó kìa con vỉ nữa cái này vào. Thôi em đừng bỏ vào đây em đây nữa các bạn nào có nhu cầu mua cây giống dâu tây chịu được biên độ nhiệt rất là cao, nhật và niu. Thế liên hệ với lại dâu tây Thạnh Hoàng. Số điện thoại và Zalo 0977 237 096. Và đây là những cái đơn hàng anh Hoàng hôm nay sẽ đóng và gửi vào các tỉnh miền Tây. Gửi vào các tỉnh miền Tây. 13 tỉnh miền Tây. Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre. Năm nay là các bạn đặt rất là nhiều. Châu Đốc, An Giang. Đó. Bỏ vào đây. Được rồi. Qua. Bỏ trong này vào phải không? Cái này nó hư bắp. Hư bắp nghịch quá đi. Hư bắp rồi. Nghịch quá đi. Hư bắp chơi. Đè cây hư hết cây của hư hết cây của mọi người bắp ơi
đây rồi. Ngồi đây em từ từ để mình dán lại. Từ từ chưa.